Trời ơi, bà số 4 bà cá tính lắm nha. Ai chụp cho em tấm này vậy? Thưa chị, cái hình này là một anh photo chụp cho em luôn. Vì sao em để bức hình này? Là tại vì em khá là thích máy ảnh. Em thích cầm máy nhiều hơn là thích làm mẫu cho người khác. Anh lại thấy cái bạn số 3 là cái hình này ấn tượng lắm, làm anh gợi nhớ tới MV mới của Sơn Tùng hả? Cái này là bãi cát của Phan Thiết hả em? Dạ đúng rồi, ở Phan Thiết chị. Rồi ai chụp cho em tấm hình này vậy bạn? Bạn em chụp cho em. Người yêu cũ hả em? Người yêu cũ hả em? Dạ không, lâu lắm rồi chưa được nắm tay ai. Vậy là cái gu thời trang của em bình thường là như vậy, là kiểu nó hơi cá tính, đặc biệt cũng rất là hiện đại ha. Bạn số 3 ơi, cho mình hỏi là bạn có hay đi du lịch không? Mình rất là thích đi du lịch. Còn bạn có thích đi du lịch không ạ? Có chứ, hiện tại là đã đi du lịch được 3 chỗ: Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng. Bạn số 3 đi tận đâu rồi? Em cũng chưa được đi nước ngoài nên là bây giờ em thích đi nước ngoài á. Em muốn đi nước nào? Hiện tại là em thích đi Xin và đi Hàn nhưng mà em chưa có cơ hội được đi. Cho em hỏi bạn tính là bạn đi cùng với bạn hay là đi một mình? Đi cùng bạn. Ý hỏi là bạn gái hay là bạn? Dạ bạn cùng chơi với nhóm với nhau. Nhóm với nhau thôi. Còn bạn gái thì chưa có cơ hội để được đi. Còn Phong thì em đã đi tận đâu? Dạ em đi được Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Dạ. Em đi chung với gia đình em là chính. Gia đình là chính. Dạ. Rồi bây giờ mình xem vào từng cái màn hình ha. Bắt đầu từ bạn số 4 đi. Bạn có cái đàn piano, bạn biết đàn hả? Dạ thưa chị là em có biết một ít. Nhà bạn có ai theo âm nhạc không? Dạ thưa chị là dạ không. Ai tóc dài dài ngồi đàn đó? Dạ là em, nhưng mà giờ tóc em ngắn rồi. Em có nghe là hai anh mình cũng đi Đà Lạt rồi hả? Anh đã từng tới những đâu ở Đà Lạt và địa điểm nào là nơi mà anh thích nhất? Nhà em là anh thích nhất đó hả? Bà khoái, có thả tính đây em ơi. Đà Lạt rộng như hồ luôn mà nói nhà em là anh thích nhất tại ta biết em ở Đà Lạt. Nhà em ở đâu nè? Dạ nhà em ở dưới huyện Lâm Hà. Vô hỏi huyện Lâm Hà có gì? Em ơi cho anh hỏi là cái huyện Lâm Hà có cái gì? Xạo quá, tôi chỉ ổng gì ổng hỏi đó. Dạ thì huyện Lâm Hà là có nhà em đó. Anh không muốn về nhà em hả? Có chứ. Có em là anh về. Tất nhiên. Trời đất ơi. Nghĩ vậy em tính. Trời ơi. Nó nhốn nháo trơn tính không nói được vô gì luôn. Vô xem mình ngô lên. Em bất lực quá anh. Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và coi hình đi. Bạn số 4 ơi, cho Tín coi hình của bạn được không? Đồ ăn, thức uống. Đồ ăn là em nấu hay là mua vậy em? Dạ, cái này là đi ăn ngoài ạ. Bạn số 4, bạn biết nấu ăn không? Tất nhiên rồi, nếu mà anh muốn thì em có thể sẵn sàng nấu cho anh ăn thôi. Ví dụ món gì nấu được nè? Đừng có nấu trứng chiên nhá. Người con gái Bắc cho nên là tất cả những cái món ăn. Đậu mắm tôm làm được không? Tất nhiên rồi ạ. Bún mọc? Dạ rồi. Được rồi em, vậy là hai món rồi. Hai mình muốn ăn món gì để em Chuẩn bị. Em nấu món nào cũng được hết trơn á. Trời ơi cái mặt đó. Em ơi tại vì bây giờ em không có thấy được cái mặt của ông Phong đâu. Mặt kỳ lắm. Vậy thì anh Tín, anh thích ăn món gì nhất ạ? Bất cứ gì cũng được, nhưng mà em đừng nấu cho anh mì tôm với trứng chiên là được rồi. Ngán lắm rồi. Cho mình hỏi là hai bạn thường gọi cho ai nhiều nhất? Mình thường gọi cho mẹ mình nhiều nhất. Còn Tín à? Tín gọi điện cho bạn bè nhiều, tại vì ngoài việc học ra em còn có công việc. Ý bạn là cái người đặc biệt á. Có hay gọi về cho gia đình không? Gia đình có, một tuần thì thường là Tín sẽ gọi về 1-2 lần cho gia đình. Gọi cho bố hay cho mẹ? Dạ, cho mẹ. Gọi tâm sự hay là gọi để xin tiền? Thường là xin tiền. Thường thường thì cuối tháng mà gọi là thường thường là mẹ không bắt máy cho nhiều lắm. Dạ khoai máy luôn. Còn Phong nhắn tin sao với mẹ khi mẹ không bắt máy cuối tháng? Dạ em gọi không mà. Nếu mẹ không bắt máy là phải nhắn chứ. Không, nhắn cũng không trả lời. Nhắn không trả lời. Công nhận cái mẹ hay thiệt. Cuối tháng là phải mẹ unlock hết. Dạ mời màn hình của bạn uy tín. Đứng đâu mà chờ ai mà ai vậy? Thờ vậy trời. Cái này là cái hình của em khi đi du lịch ở bên Hội An. Cho chị coi tấm hình đó đi. Đó. Đây. Zoom vô xíu em. Còn đây là hình em chụp với mẹ em hồi Tết. Hồi Tết năm nay. Hay mấy bây giờ mình gọi cho mẹ cái được không? Xin tiền mẹ mua quà bạn gái nè. Alo. Mẹ ngủ chưa? Chưa, mẹ chưa ngủ. Cuối tuần này á thì con có đi sinh nhật bạn gái con á. Mà hiện tại thì con trong túi con cũng hết tiền rồi. Dạ. Thì mẹ cho con xin khoảng chừng 1 triệu đi. Để con mua quà cho bạn gái nhá mẹ. Bạn gái á, còn gì mà người kia. Vâng, thì bạn gái mới quen. Bác ơi, con là bác, con là bạn gái mới quen của anh Tín Phong. Chào con gái nha. Dạ, con chào bác. Bác khỏe không bác? Chào cô thôi, rồi bác to lắm. Dạ, con chào cô.
Tấn ơi, cô khỏe. Dạ, cô ơi, con nói với anh Tính á, con muốn về con chào cô. Ừ, để biết gì về cô chơi nha. Dạ. Dạ thôi, mẹ ngủ sớm đi nhá, muộn rồi đấy. Dạ, mẹ nhớ ngủ sớm nha mẹ. Dạ rồi. Mẹ ơi, mẹ nhớ chuyển tiền cho ảnh mua quà cho con nha mẹ. Dạ rồi, con chào mẹ, mẹ ngủ sớm nhá. Tối nay nó ngủ được, tưởng cha có bồ thiệt rồi. Rồi, có bồ thiệt đó chứ, em thấy cũng ăn rơ, nãy hợp ý lắm á. Vâng, sau chương trình này thì chắc em sẽ cũng sẽ có bồ nữa. Làm gì mồ hôi một cây đổ. Đổ mồ hôi chứ, tội nghiệp nhỏ chứ sợ đổ mồ hôi. Hồi hộp luôn. Hay chị Hương đứng gần nói quá giật mình phải không? Mẹ dễ thương quá à. Tâm lý của cái người mẹ khi biết con trai mình lớn rồi, có bạn gái, có nghĩa là sắp sửa bước ra một cái gia đình riêng thì mẹ vui. Và vì Hương cũng muốn thử nếu như là cái người bạn gái nói chuyện á thì mẹ như thế nào. Thì mẹ rất dễ thương, chắc là mẹ trẻ lắm. Mẹ kêu về, vẫn về được rồi. À, năm nay mẹ nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, mẹ năm nay là 42 tuổi ạ. Dạ. Thôi được rồi ha, vậy mình qua bạn tiếp theo thôi. Kết nối với Phong nè. Đây nó gọi về, nó quất 10 triệu rồi. Dạ. Thì gọi về mẹ đi, xin món quà 30 tặng cho bạn gái chiếc xe máy. Tái mình rớt răng luôn. Tát, mình chấp nhận luôn em, mình rớt răng mình cắn vô lại không sao. Rồi thử coi mẹ sao. Tội nghiệp mấy bà mẹ hôm nay. Cái ờ mẹ, mẹ giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi, cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi mua chiếc xe máy tặng nó được không? Ở đâu mà có xin? Trời ơi, chứ tiền mình để trong tủ làm chi, có đóng mà, em vẫn thấy mà. Mày nghĩ cái tiền học của mày có đủ tiền đóng rồi mà mày nghĩ sao mày uống lộn thuốc hả? Hả? Hả ba? Dễ thương lắm, bây giờ lại không có xe đi, xe nó tàn quá, bữa mày cũng thấy rồi đó. Mày đi về đi, tao nói chuyện chứ, giờ tao nói tao mắc cười quá. Về đây, về rồi, đây. Bây giờ mua xe đi, con nhẫn về, thiệt. Mày mua xe cái nhẫn về liền, chở chiếc xe với bạn gái về luôn. Không mà bà mẹ dễ thương quá à. Bà Lan hồi cái bà mắc cười. Bộ từ đó tới giờ hay ghẹo mẹ lắm hả? Dạ, hay ghẹo mẹ lắm. Trong sao mà mẹ không có thấy bực mình với em mà thấy mắc cười? Dạ, ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen. Ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen. Ví dụ gì? Ví dụ mà đồ ăn không có ngon nữa. Trời mẹ ơi, đồ ăn cái gì mà thấy ghê vậy? Ăn được nhịn, ăn được nhịn. Chung còn, em ăn thôi, cái gì em cũng biết làm. Căm tính luôn hả? Dạ. Mà mẹ là có khiếu hài hước lắm đúng không? Dạ đúng mà. Câu đầu là mẹ cũng hơi la la, nhưng mà câu sau mày đừng nói nhiều, mày về đi, mày đừng có làm chuyện tao mắc cười. Rất là cảm ơn hai bà mẹ không biết gì nhưng mà hợp tác trên sóng rất là vui. Chào mừng quý vị quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ thì hai bạn nữ đã xem xong điện thoại, họ thì cũng đã có quyết định rồi. Bây giờ là lúc chúng ta chờ xem quyết định của họ như thế nào nhé. Xin mời hai bạn xuống dưới. Đây là giờ khắc mà Việt Hương và Trương Thế Vinh thích nhất. Tại vì cái công của mình từ đầu tới cuối ha, nói vô rồi bàn bạc rồi vẽ cả một cái tương lai. Rồi bây giờ đưa điện thoại ra nè, chúng ta để cho Nhi quyết định thì chúng ta sẽ đếm nha. 10 Nhìn bộ đồ là em biết đẹp gái rồi. Em thích cái giọng đó quá chị. Dễ thương quá. Em nổi hết gà với ông đi. Đếm lại nữa đi, nhiều khi người ta suy nghĩ. Anh Tường quay lại nha. Thế giới này hơn 7 tỷ người mà mình có duyên gặp nhau ở đây á, đã là may mắn lắm rồi. Anh cứ coi như là không phải em từ chối anh đi, là giờ mình đang có cơ hội để sau này mình tìm hiểu nhau thêm. Nếu được em chấp nhận làm con dâu má anh. Chưa hẳn là từ chối, vẫn để lại một cái lời gợi ý đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà nhận lời ở đây thì bạn chưa chắc chắn lắm. Con gái mà rất là an toàn như vậy là được. Nhưng mà bây giờ bạn cho phép bạn trai quay lại nhìn bạn một cái được không? Rồi, mời Phong. Chào anh. Mà anh rất là tôn trọng ý kiến của em. Bạn gái này cũng rất là hay. Có thể là không chọn là yêu nhau hoặc là rung động ngay lập tức bây giờ. Nhưng mong sẽ là bạn bè tìm hiểu. Và cũng nói với mẹ luôn, mẹ Mẫn là nếu có duyên sẽ là con dâu của mẹ Mẫn. Cảm ơn hai bạn đã có mặt ngày hôm nay. Chúc hai bạn tiến xa thêm một chút xíu nữa. Mời hai bạn. Cảm ơn chị. Bây giờ nha, tới uy tín quyết định của bé Tuyền. Đếm ha. 10 em đã giữ rồi à, em muốn bạn hiền hơn để hai đứa em có thể chung hòa được với nhau ạ. À, nếu như mà
tính không biết gì về thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đến đây có tiền rồi. Đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh có Minh Tuyền. Alo đi, alo đi. Alo, anh có nghe tiếng em rõ không ạ? Nghe rất rõ. Không biết giờ em đói chưa? Bây giờ em chưa đói nhưng mà em vẫn muốn được đi ăn cùng anh thì có được không ạ? Trời ơi. Ok, thì sau chương trình này thì mình có thể hẹn hò nhau chứ? Mình phải hỏi câu gì nè, anh quay lại nhìn em được chưa? Giờ anh quay lại nhìn em được chưa? Anh đếm 1, 2, 3 đi. 1 Mời em. Dễ thương mà còn hát hay nữa. Bây giờ dẫn nhau đang bún bò coi phim rồi mua bắp rang ăn hay sao? Ăn bún bò rồi xem phim chứ. Ai biết nãy mấy người hẹn hò nhau đó, quay lại nhìn nhau nói gì đừng nhìn tôi nữa. Dạ chào anh, đừng run, em cũng run. Anh đã tìm được tần số ở em chưa? Hiện tại thì rồi. Trời ơi, dễ thương ha. Anh ôm em một cái được không? Tần số của họ đã chạm nhau, giật bạc bạc bạc. Hừ. Đây là cái dấu mốc đánh dấu cái ngày hai bạn gặp nhau. Nhìn cái này là sẽ nhớ cái duyên ngày hôm nay ha. Em cảm ơn chị, em cảm ơn anh ạ. Và em cũng cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em một cuộc gặp gỡ đầy thú vị này. Bé dễ thương quá, ai bận đồ già cũng đẹp hết trơn. Em cũng vậy.